Kính thưa các bạn, hôm nay tôi tiếp tục tôi trả lời các bạn. Có bạn, nhiều bạn lắm, nhiều bạn hỏi tôi là tại sao mà Pháp nó không lưu đài biệt xứ, hoặc là nó các bạn thì là các bạn hỏi tại sao mà Pháp nó biết giáo chủ yêu nước chống nó gì mà Pháp nó không có lưu đài giáo chủ. Thì theo cái này ta cũng suy luận thôi các bạn, chứ cái này không có chứng cứ các bạn, nhưng mà ta suy luận thì nó cũng có cơ sở logic khoa học chút xíu các bạn. Cái nào tôi nói có chứng cứ thì tôi nói, cái nào không có thì tôi thưa các bạn là tôi sẽ nói bằng suy luận các bạn. Thì bây giờ muốn nói cái này á thì ta phải nói về cái ta phải đi lược sử cái tiểu sử của giáo chủ đó là thấy các bạn. Thì bây giờ coi như là giáo chủ là học hết lớp 5 tức hồi xưa gọi lớp nhất đó các bạn. Hồi xưa ra hồi thời của giáo chủ nó có cái học lớp 5, thấy các bạn, lớp 5 là lớp 1, bây giờ lớp 5 rồi lớp 4, lớp 3, lớp 2, lớp nhất các bạn. Lớp nhất là coi như là học hết tiểu học đó. Như rồi là muốn học lên đệ thất, đệ lục, đệ ngũ, đệ tứ là tới là hết lớp 9 đó. Nhưng mà nó hồi xưa nó có một cái chương trình nữa là chuyển tiếp nữa các bạn. Chuyển tiếp là cái lớp tiếp liên. Cái lớp tiếp liên nữa là cái lớp giữa lớp lớp nhất với đệ thất á. Các bạn hồi đó là có một phần đó nữa các bạn. Cái người học có lớp tiếp liên chắc lẽ là học đậu có lớp 5 nhưng mà kém hay sao đó, mình không biết, mình đọc tài liệu thì mình thấy vậy các bạn. Chứ các bạn gì thì các bạn nói giáo chủ xin như chi hoài à, tôi cũng đã nhiều lần tôi xác định với các bạn là giáo chủ là học lớp 5. Các bạn giáo chủ học lớp 5 là có giấy đào tờ đàng hoàng nha các bạn, chứ không phải là ấy, là giấy tờ còn lưu giữ ở tổ đình nữa các bạn. Mà thời kỳ đó mà học lớp 5 rồi giáo chủ ở nhà nhà ông bà cả khá mà các bạn, thì giáo chủ học thêm thôi, chứ rồi học lớp 5 ở nhà đâu có làm gì. Giáo chủ tướng người mạnh mạnh khảnh yếu ớt gì đâu có làm gì, ở nhà buồn quá cũng phải đi là học thêm các bạn. Đáng lẽ gì là giáo chủ phải đi học là xuống các bạn, xuống xuống Mỹ Tho, tức bạn học lên lớp 6 là phải xuống Mỹ Tho. Pháp nó dạy cũng độc địa lắm, nó chỉ dạy lớp tới lớp 5 là ở cái trường làng trường huyện thôi. Mà hồi xưa giáo chủ là đi học ở cái tổ đình bây giờ các bạn, là giáo chủ ở đó cũng không có trường dạy lớp 5 nữa, giáo chủ phải về tới chân lên Tân Châu các bạn, lên Tân Châu của Châu Đốc đó, là để học tiểu học đó các bạn. Đó, các bạn nó khó vậy đó. Thì tôi hồi đó tôi cũng suy luận, tôi suy luận là tại vì gia đình nhà của giáo chủ là cũng gia đình yêu nước các bạn, không có muốn cho giáo chủ đi học cái trường Tây. Bởi vì học cái trường Tây thì sau này là coi như là theo Tây luôn. Ý ý ý của những ông già xưa nó là như vậy các bạn. Thành ra đa số thời kỳ đó mà những cái gia đình mà khá giả cho con đi học thì thường thường là cho học tới lớp 5, mà rồi ở nhà tự học. À, ở nhà tự học đây không phải là tự mình học mà là mướn thầy về dạy. Bởi vì những ông thầy về dạy thì ổng cũng học tới lớp 9, ổng dạy hết cái kiến thức của ổng tới lớp 9 rồi rồi cho mấy anh học trò học lớp 5 mà gia đình khá giả này rồi thôi các bạn. Ê, cậu ba tôi đồng tuổi giáo chủ, cậu ba tôi đó cũng học lớp 5 xong cái là ông ngoại mới mướn thầy về dạy các bạn. Thì đó rồi có rồi lúc đó thì học thêm học gì nữa đó thì thì tùy theo điều kiện mỗi mỗi gia đình, tùy theo cái năng lực của mỗi người. Thế các bạn gì thì tôi nghĩ là giáo chủ
Từ cái năm 11, 12 tuổi học lớp 5 đó thì sau đó là giáo chủ được là mướn mướn thầy về dạy. Cái này mình cũng suy luận thôi các bạn. Lịch sử giáo chủ thì là thần thánh quá, tự ta nói thì giáo chủ không có học gì nữa chứ, giáo chủ bệnh không à. Cái chuyện đó là chuyện nha, chuyện này có ông hầu ông giết thì thôi, mà tôi nói ông hầu ông giết thì có nhiều vấn đề lắm các bạn. Tôi nói vậy thì tôi nghĩ là vậy đó các bạn. Thì cái thời đó đã nói là như vậy đó các bạn. Các bạn thấy thủ tướng Võ Văn Kiệt nè, Phạm Hùng nè, tướng Trần Văn Trà nè, ông Nguyễn Hữu Xuyến nè, không ông nào học cao hết trơn các bạn. Lớp 6, lớp 7 Bác Hồ cũng vậy các bạn, Bác Hồ cũng học cỡ lớp 9 à. Đó, thưa các bạn, là thời kỳ đó Pháp nó không có cho, nó không có dạy mình nhiều mà, nó các bạn nó chỉ dạy mình tiểu học thôi. Rồi lịch sử của Việt Nam mình là nó dẹp hết, nó đâu có cho, nó đâu cho mình học các bạn. Nó khổ vậy đó. Cái thành ra những cái trong những cái bài sấm giảng của giáo chủ, mà giáo chủ lấy cái điển tích này, điển tích nọ là của mấy Tàu hết, của mấy Trung Quốc hết, để giáo chủ là dạy đó mà các bạn. Bởi vì đọc thơ gì, đọc cái lời sấm giảng của giáo chủ là phải phải hiểu qua cái điển tích của mấy thằng Tàu nữa, nó là mới hiểu ra vấn đề giáo chủ muốn nói gì trong đó. Các bạn nó cũng khó chỗ đó, tại vì nó không có dạy lịch sử. Các bạn, tôi đó tôi mới suy luận là tại vì là giáo chủ không học được lịch sử Việt Nam nên giáo chủ mới đưa cái điển tích của mấy thằng Tàu vào. Tôi cũng đã bình luận cái bài này như mấy năm trước rồi các bạn, tôi nói là các bạn vậy. Thì tôi cũng đã nhiều lần tôi chứng minh là giáo chủ phải học tới lớp 9 các bạn, giáo chủ phải học tới lớp 9 giáo chủ mới biết luật để làm thơ. Cái đó là cái căn cứ có phải học nhất các bạn. Còn còn nói xin như chi thì thôi, các bạn nói thì các bạn cứ nói các bạn. Rồi, ông hầu ông giết thì thôi, các bạn cứ tin thì cứ tin, tôi nói vậy các bạn. Ông hầu ông giết nhiều cái chuyện đó thôi, không có bàn tới ổng nữa các bạn. Thì năm 12 tuổi nha, năm 12 tuổi giáo chủ lớp 5 thì có lẽ là đến năm năm 19 tuổi, 20 tuổi giáo chủ là sáng lập đạo. Thì trong thời gian đó tôi từ 8 năm đó, từ năm 12, giáo chủ là người thông minh mà các bạn. Đó, giáo chủ thông minh tài năng mà, thì có lẽ là học rất là nhanh. Các bạn, những người thông minh tài năng thì người ta học rất là nhanh, hiểu biết rất là rộng đó các bạn. Thì trong vòng 8 năm mà vừa vừa học đạo, vừa học chữ các bạn, vừa này học nọ, thì giáo chủ là người có cái tư tưởng là nghiêng nghiêng về là Phật giáo các bạn. Giáo chủ là muốn thành lập nên cái Phật giáo hòa hảo nha, là theo cái đạo Phật các bạn, theo đạo Phật lấy tên là Hòa Hảo. Giáo chủ lập nên cái Phật giáo Hòa Hảo để truyền đạt các bạn. Thì như vậy là khi mà giáo chủ truyền đạo á, thì được có năm mà các bạn, năm 39 đó tới 40 là bị Pháp nó quản thúc rồi. Nó quản thúc, nó đưa giáo chủ đi xe đét, đi qua xe đét mà nữa thì giáo chủ tiếp tục giảng đạo nữa, nó đưa giáo chủ về nhà thương Cần Thơ các bạn, rồi nó đưa lên nhà thương Chợ Quán, sau đó nó đưa giáo chủ là về Bạc Liêu, nó quản thúc tại đó các bạn. Thì đến cái giờ nói sao ta, và nói là cái đến cái gì đó. Thì như vậy là gì, giáo chủ nó đưa đi các bạn. Nói giờ nói ý định của Pháp đi. Ý định của Pháp là các bạn phải hiểu là gì nè. Cái thời thực dân Pháp á, nó quản lý mình các bạn, nó quản lý mình, nó cai trị mình các bạn. Nó cai trị nhưng mà không phải là nó, đương nhiên là nó cũng hà khắc đủ thứ phải không, nhưng mà về mặt tôn giáo các bạn, về mặt tôn giáo thì
Pháp nó không có hà khắc. Thưa các bạn là như vậy. Các bạn, bởi vì nó biết tôn giáo, mấy hàng Pháp này nó khôn lắm. Nó biết cái câu nói của Các Mác. Các bạn, Các Mác sinh thế kỷ 18 rồi các bạn. Các Mác người đạo Tin Lành. Các Mác nói là tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Các bạn, Các Mác nói tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Hồi thời này á, thời này là cái người Thiên Chúa giáo bên châu Âu các bạn. Các Mác là người Đức gốc Israel các bạn. Các Mác nói câu này các ông Thiên Chúa giáo là ở bên bên châu Âu các bạn. Là Thiên Chúa giáo La Mã, chính thống giáo Đông Phương. Các bạn đều là phản ứng kịch liệt cái câu nói này của Các Mác. Đó các bạn. Về tôn giáo thì người ta phản ứng các bạn. Ý cái câu nói này là Các Mác nói là tôn giáo là tất cả những người mà chống đối cái câu nói này của Các Mác á, thì người ta nghĩ là Các Mác nói là tôn giáo là coi như là mê hoặc ru ngủ nhân dân các bạn. Nhưng mà người ta không hiểu đến câu thứ hai, cái gì cũng vậy bà, có tính hai mặt của nó các bạn. Người ta không có thèm nghĩ tới câu thứ hai chứ không phải người ta không hiểu các bạn. Cái câu thứ hai của Các Mác á, thì Các Mác dí mà như thuốc phiện, thì thuốc phiện nó có hai tác dụng các bạn. Tác dụng thứ nhất là nó làm an thần bạn. Lúc mà bạn hút, bạn hít, bạn chích gì đó thì nó làm an thần bạn, nó làm tinh thần của bạn có thể phấn khởi là mơ tưởng này nọ các bạn. Cái này là những người nghiên cứu về thuốc phiện người ta nói vậy, thì tôi cũng nói lại với các bạn vậy chứ tôi không có sử dụng, tôi không biết nha các bạn, cái này nói thiệt. Nhưng còn tác dụng thứ hai nữa là sao các bạn, sau một cái sự an trú cái tâm hồn của mình trong cái thuốc phiện rồi á, thì khi mà nó hết thuốc rồi thì nó trở lại cuộc sống bình thường, thì nó gây tác hại đến con người mình, con người nó làm mình là nhiều cái tác hại, suy sụp các bạn, suy sụp tinh thần rồi cái nhiều khi những cái mình có cái hành vi để kiếm tiền hút sách rồi này nọ các bạn. Nó có hai mặt vấn đề mà Các Mác nói á, cái đó là mình hiểu nghĩa đen, hiểu nghĩa đen theo cái là cái tính chất của thuốc phiện. Nó có hai tính chất, một là nó làm cho bạn là an tâm, an gì tinh thần của bạn phấn chấn, khi bạn nghiện bạn hút vô thì bạn sẽ thỏa mãn đó là bạn. Nhưng mà khi mà hết nghiện rồi trở về cuộc sống bình thường thì bạn phải kiếm cái gì đó để lần sau mà khi mình nghiền nữa thì mình vô các bạn. Thì nó cái tính chất có hai mặt của áp phiện là nó là như vậy, cái thuốc phiện nó là như vậy á. Bây giờ mà các bạn mà có gia đình cha mẹ già mà sống bệnh hoạn đau đớn hoàn hoại rồi đó, thì các bạn xin cái mọt phiên đó các bạn, đó là thuốc phiện đó các bạn, để mà chích an thần cho cha mẹ đỡ cái bớt đau. Nhưng mà ngược lại thì nó cũng mau chết đó các bạn. Cái thuốc phiện về mặt nghĩa đen các bạn, về mặt nghĩa đen nó là như vậy á, tức là nó có tác dụng là làm cho cha mẹ bạn bớt đau bớt nhức cái thời mà tỉnh đó. Khi mà chích thuốc phiện vô thì con người mình cảm thấy nó an thần nhẹ nhàng hơn, nhưng mà ngược lại thì nó cũng là mau chết hơn các bạn. Cái thuốc phiện nó là như vậy. Thì bây giờ các bạn đó, bây giờ nhà nước tất cả các nước đều chống cái ma túy thuốc phiện là như vậy đó các bạn. Bởi vì người ta thấy cái lợi của nó không có nhiều mà cái hại của nó nhiều hơn đó các bạn, cái thuốc phiện. Và Các Mác dí là tôn giáo như là thuốc phiện, là ý Các Mác nói là bởi vì Các Mác đưa ra tư tưởng đấu tranh giai cấp mà các bạn. Thì ý Các Mác nói là những cái người thống trị phải không, người ta lợi dụng tôn giáo, người ta lợi dụng tôn giáo để người ta ru ngủ nhân dân, để cho dân 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 là
là không có cái tinh thần đấu tranh nha, để mà giải phóng bản thân mình. Các bạn, tư thần đấu tranh để giải phóng dân mình, bởi vì tư tưởng của các Marx là tư tưởng cộng sản mà, nghe các bạn, tư tưởng cộng sản tức là tài sản là phải gộp lại là chia đều cho toàn dân, chứ không có tập trung về tay của nhà tư bản. Đó cái học thuyết của các Marx, các học thuyết của các Marx đưa ra chống lại học thuyết của Adam Smith là vậy. Vì học thuyết của Adam Smith là khuyến khích con người là làm giàu, làm tư bản, ý là gì đó các bạn. Mà ý tưởng của các Marx thì tôi nói nó tương đồng với Đức Phật đó các bạn. Để hôm nào tôi sẽ nói sự những cái tư tưởng vĩ đại gặp nhau giữa các Marx với Đức Phật các bạn. Thì tôi sẽ nói các bạn, cái tư tưởng này của các Marx là nhìn thực tế, thực tiễn các bạn, nhìn thực tiễn xã hội. Các Marx là muốn là con người sống tốt hơn, nên của cải xã hội là phải chia đều các bạn. Thì các bạn nói là gì, nên là mấy ông Thiên Chúa giáo mà thời đó là thời kinh tế tư bản đang phát triển nữa, nên nó chống đối mấy cái nhà thần học, nhà đồ này nọ, nó chống đối quyết liệt các Marx các bạn. Nhưng mà nếu mà vài trăm năm trước thì chắc lẽ xử tử các Marx rồi. Nhưng mà sau này thì Thiên Chúa giáo nó không được, các nhà nước tư bản nó không cho Thiên Chúa giáo nắm quyền nữa. Đó các bạn, không có cho nắm quyền nữa, thành ra các Marx mới yên mà sống, còn không là nó xử các Marx rồi. Năm 1600 mấy á, Galilei đó các bạn. Galilei là nói trái đất là hình tròn các bạn, trái đất xung quanh mặt trời. Đó, cái thời kỳ này là Công giáo La Mã nó thống trị. Nó mà Galilei là một cái tín đồ Công giáo rất là ngoan đạo. Rất là ngoan đạo nên mà Công giáo nó không nỡ xử các bạn, nó quản thúc. Đó, nó quản thúc Galilei đến chết thôi, không cho Galilei nghiên cứu cái gì nữa cho các bạn. Rồi sau này đến là năm 2000 các bạn, đến năm 1999, tức là 300-400 năm sau các bạn, giáo hoàng của La Mã mới là xin lỗi gia đình của Galilei. Các bạn, thưa các bạn là gì, tức là ngày xưa là những người Thiên Chúa giáo nghĩ là cái trái đất này hình bầu như giờ bạn nhìn ra vậy đó, thành ra là giờ Chúa nói là Chúa tạo ra mà. Ông Galilei ông nói ngược lại ý Chúa đó các bạn, thưa các bạn gì đó. Thì bởi vì trái đất mà tạo ra cái hình dòm trời gì là cố định, là do Chúa tạo ra, ngày đêm do Chúa tạo ra, nói chung là vạn vật do Chúa tạo ra 7 ngày. Cái đất này đâu có xây chuyển gì đâu được đâu, giống như ông Galilei nói. Nha các bạn, ông Galilei nói vậy thì nó nghịch ý lại là cái lời dạy của Chúa Giê-xu. Các bạn, lời dạy của Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh của Chúa Giê-xu, nên mấy ông Công giáo La Mã mới là quản thúc ông Galilei. Nghe các bạn. Rồi cái ông Tệ Duyên, các bạn, cái ông Tệ Duyên của ông Phật A Di Đà ngu dốt này, ông cũng nghĩ giống như Chúa Giê-xu vậy. Vì đó ông là ra ông thành lập cái phái Tịnh Độ Tông này. Cái phái Tịnh Độ Tông mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà tôi gọi ông Phật A Di Đà ngu dốt, ông Tệ Duyên ngu dốt đó. Cái bài này tôi cũng có đã phản biện rồi đó các bạn. Các bạn rảnh các bạn xem các bạn. Thì ông này sinh ra cái thời của ông là năm 300, 320 mấy. Đến cái thời ông trong vòng là thế kỷ thứ 3, thứ 4 đó. Tức là sau khi Chúa Giê-xu là thế kỷ thứ 3, là sau Công Nguyên đó các bạn. Thì là sau công nguyên 300 mấy chục năm, tức là sau Chúa Giê-xu chết 300 mấy chục năm các bạn. Thì cái ông Tệ Duyên này cũng ảnh hưởng cái tư tưởng của Chúa Giê-xu, nói trái đất này là đứng yên, nên mấy ông mới chỉ về cái hướng Tây, là cái hướng bên Ấn Độ đó, có thế giới Tây phương cực lạc đó các bạn, có thế giới Tây phương cực lạc đó. Ông đưa ra cái phái niệm Phật đó, niệm A Di Đà,
Mà cái phái này là vào Việt Nam đầu tiên nhất, nên bây giờ tín đồ theo phái định theo phái Tịnh Độ Tông này rất là đông các bạn. Đó, thưa các bạn là vậy đó. Tôi có làm có phản biện bài này rồi các bạn. Các bạn nào rảnh các bạn xem lại. Tôi gọi là ông Phật A Di Đà ngu dốt, ông Tại Viên ngu ngốc á các bạn. Thì nó là như vậy đó các bạn. Các bạn. Thì cái thuốc phiện, cái tôn giáo các bạn. Cái tôn giáo này tôi cũng đã nói nhiều lần rồi các bạn. Tôn giáo là do con người lập ra, chứ không có thượng đế, không có thần thánh, không có chúa trời, chúa đất gì lập ra hết trơn các bạn. Tôi nói này, câu này tôi nói là có chứng minh nữa các bạn. Câu này tôi nói là được Đức Phật bảo kê các bạn. Cái câu này tôi nói là được Đức Phật bảo kê các bạn. Tôi học Phật nên tôi hiểu ý Đức Phật rồi tôi nói các bạn. Đức Phật thứ nhất là Đức Phật không có tin trời trời đất thánh thần gì hết trơn. À, Đức Phật học là tu sĩ của Kỳ Na giáo mà tu Kỳ Na giáo thì nó thờ cái Thiết Nhị Nguyên các bạn, nó thờ cái Thiết Nhị Nguyên là linh hồn tồn tại vĩnh cửu với là đất nước gió lửa các bạn. Thì Đức Phật sau này từ cái tu của cái Kỳ Na giáo Đức Phật mới là hiểu là Kỳ Na giáo nói sai. Thì Đức Phật nói lại, Đức Phật đúng. Vậy thôi các bạn. Thì tôi, cái này tôi nói bên Phật giáo nhiều quá, tôi nói sơ sơ vậy các bạn. Giờ cái tôn giáo, các bạn, tất cả bây giờ thì thế giới hiện nay có 10.000 tôn giáo các bạn. Tất cả là do con người lập nên, không có trời, thần, thánh, chúa, cái gì hết trơn các bạn. Mà cái câu này thì Đức Phật nói, các bạn, Đức Phật nói. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Nhất thiết di tam tạo. Pháp là tất cả các hiện tượng xã hội nha các bạn. Có tôn giáo, cái xấu, cái đẹp, cái chính trị, cái chế độ này, chế độ nọ, tất cả đây là Đức Phật nói là pháp. Thì tất cả cái đó là do con người tạo. Các bạn, nhất thiết là tất cả di tam tạo là do con người tạo ra hết. Các bạn mà Đức Phật thì không có tin là thánh thần gì hết đó các bạn. Thì tôi nói tất cả các tôn giáo là do con người lập ra. Các bạn, mà tôi nói này là tôi nói theo của Đức Phật là ý tôi là được Đức Phật bảo kê. Các bạn, cái câu nói là của Đức Phật. Thì như vậy là gì? Pháp nó biết điều này các bạn. Nên nó cho vì nó muốn ru ngủ nhân dân, nó bạc nó hiểu cái tư tưởng triết học của các Mác các bạn. Thành ra cái thực dân châu Âu thì trong đó có thực dân Pháp. Các bạn đọc lịch sử Trung Quốc các bạn thấy là nó có cuộc chiến tranh Nha Phiến, tức là nó đem thuốc phiện vào, nó ru ngủ cái người dân Trung Quốc. Dân Trung Quốc quá lớn mà các nước châu Âu thì nhỏ không, mới chia ra thành ông này ông nọ khúc chia sẻ Trung Quốc, mổ thịt Trung Quốc nha. Cái thời chiến tranh Nha Phiến là mổ thịt Trung Quốc đó các bạn. Thì thằng Pháp ở Việt Nam nó cũng cho mình lập đạo đó các bạn. Nó cho thì nó công nhận cái giáo phái của Cao Đài của ông Phạm Công Tắc năm 1926 và nó cho truyền qua là Đông Dương, để nó truyền qua Lào luôn, tức là Pháp nó, thời kỳ đó Pháp nó toàn quyền Đông Dương của nước ba nước là Việt Nam, Lào, Campuchia mà nó cho Phạm Công Tắc các tín đồ của Cao Đài đi truyền qua tới là Lào và qua Campuchia luôn năm 1926 các bạn. Ở năm 1926 là nó đã thừa nhận và nó cho là Phạm Công Tắc đi truyền đạo rồi. Thấy các bạn. Thì đến năm 1940, đến năm 1940 thì nó bắt Phạm Công Tắc nó đài qua Madagascar, tức là nó lưu đài đó. Thấy các bạn. Nó lưu đài Phạm Công Tắc qua Madagascar. Thì ý các bạn mà hỏi tại sao mà Pháp không lưu đài giáo chủ như là Phạm Công Tắc, tôi nói từ từ các bạn nên nói hết. Thì cái gì là gì? Cái đám đính chính,
các bạn, cái đám lính kính của Pháp, các bạn, đám lính kính của Pháp nó biết là Phạm Công Tắc là có được cái sự hỗ trợ của cái Hội Tam Hoàng của Nhật, các bạn. Thì những năm 40 này thì Nhật nó đã tính toán nó vào Đông Dương rồi, các bạn. Thì đúng là năm 40, tháng mấy rồi tôi cũng quên rồi các bạn, nó vào nó chiếm miền Bắc. Miền Nam nó chưa chiếm, miền Nam nó phải tới năm 41 rồi các bạn. Thì trước khi đi thì nó đưa cái Hội Tam Hoàng của Nhật, thì nó qua nó ủng hộ cái phái Cao Đài này. Phái Cao Đài này thành lập năm 1926. Năm 40 thì phái Cao Đài đã phát triển mạnh rồi các bạn. Lúc 39-40 thì cái Phật giáo Hòa Hảo mình chưa có phát triển, mới có vòng vòng của Long Xuyên Châu Đốc à, nó không có nhiều. Phái Cao Đài hồi đó là rất là nhiều rồi các bạn, mà tôi không biết số liệu nó bao nhiêu, nhưng mà nó phát triển tới mười mấy năm là nó phát triển dữ lắm rồi. Thì cái đám lính kính của Pháp, cái này tôi nói tất cả đều là suy luận nha các bạn, không có cơ sở lắm. Thì nó biết là Cao Đài ha, Cao Đài được Nhật ủng hộ các bạn. Pháp nó biết Cao Đài là Nhật ủng hộ, nhưng mà thời kỳ đó Nhật là đế quốc các bạn. Nhật là Đức Ý Nhật trở thành đế quốc, mà đánh lúc này là đã chiếm nước Pháp rồi, gần Đức nó chiếm nước Pháp rồi đó. Thành ra ở Đông Dương, thì chính quyền Pháp nó còn tồn tại tới năm 44, gần cuối năm 40 thằng Nhật mới nhảy vô rồi nó chiếm Đông Dương các bạn. Rồi nó để cho ông Pháp cai trị, nó chỉ đạo trên nó là gì đó. Thì chính quyền Pháp lo sợ các bạn. Lo sợ là lo sợ đế quốc Nhật, bởi vì có cái Hậu Tam Hoàng của Nhật nó đi trước nó vào nó hỗ trợ cho cái phái Cao Đài các bạn. Thì ra Pháp nó biết, nó bắt Phạm Công Tắc đi đài sang cái Madagascar các bạn. Nó là gì thì đến năm 40 nó giam, nó quản thúc Phạm Công Tắc từ năm 40 đến năm 46, là sau khi Pháp nó tái chiếm lại Sài Gòn các bạn, nó mới thả Phạm Công Tắc, nó đem về. Phạm Công Tắc là cũng giống như đầu hàng nó vậy các bạn, bởi vì lúc đó là Cao Đài theo Việt Minh chống cộng sản, mà Cao Đài nó tới 12 phái các bạn. Rồi cái Cao Đài của Tây Ninh thì nó bắt đầu theo Pháp. Rồi 12 phái thì có một số phái là nó trung lập, nó không theo Pháp mà cũng không theo Việt Minh. Riêng có Cao Đài là Minh Chân Đạo ở là Bạc Liêu của ông Cao Triều Phát là theo Việt Minh. Nó là như vậy đó các bạn. Pháp nó, các bạn truyền đạo thì các bạn ru ngủ dân. Bị cái đạo đưa có cái tâm hồn con người mình an trú vào đó mà. Thành ra Pháp nó biết. Thì những cái thằng tư bản châu Âu nó cũng biết là thuốc phiện là nó để nó dễ cai trị. Các bạn, nó mới dùng cái chiến dịch Nha Phiến, gọi là cái chiến trận chiến Nha Phiến đó, nó bắt buộc là triều đình nhà Mãn Thanh là phải cho nó buôn bán thuốc phiện. Các bạn, nó là như vậy đó. Thì ở Việt Nam, các bạn, thì Pháp đã cho là Cao Đài phát triển, cho truyền bá luôn. Đó, nó nằm trong cái ý đồ của những người chính trị. Tức là các Mác nói lên cái này thì các bạn hiểu ý của các Mác nói là những cái người làm chính trị, những nhà tư bản, những hàng thực dân thì nó lợi dụng tôn giáo để nó ru ngủ nhân dân. Ý của các Mác là như vậy đó. Các bạn, thì Phật giáo Hòa Hảo ra đời năm 1939. Giáo chủ truyền đạo một năm thì Pháp nó mới bắt, nó đi lưu đày. Thì cái này là thuộc về cái chiến lược của Pháp, bởi vì giáo chủ mới ra, mới thành lập đạo có năm mà truyền chưa được bao nhiêu, nên cái tôi nghĩ là chính quyền Pháp nó cũng chưa đến nỗi là phải lưu đày giáo chủ như là ông Phạm Công Tắc. Bị ông Phạm Công Tắc tới mười mấy năm, 14 năm là người ta phát triển mạnh. Rồi có sự nhúng tay của là Hậu Tam Hoàng, nên Pháp nó mới, mới,
mấy đài ông Phạm công tác đi là mà đi lưu đài Phạm công tác qua Madagascar nha các bạn. Còn giáo chủ thì mới lên năm 39-40 đây, giáo chủ mới lên thì chắc là tín đồ vòng vòng của Châu Đốc gì của Long Xuyên, Châu Đốc với Sa Đéc vòng vòng mấy tỉnh chắc cũng không bao nhiêu các bạn. Nhưng lúc đó là không bao nhiêu, nhưng mà khi Pháp nó đưa giáo chủ đi đi nhà thương ở Cần Thơ rồi đưa lên nhà thương Chợ Quán các bạn, đưa lên nhà thương Chợ Quán, cái ý ý là gì, nó nói giáo chủ điên các bạn, thằng Pháp nó có ý đồ chứ không phải tự nhiên mà nó đưa gì đâu. Ý của nó là nó đưa giáo chủ là coi như là giáo chủ là người điên người khùng vậy, mà giáo chủ có kệ người khùng nữa, mà nó cũng nghiên cứu nó nghĩ là như vậy đó các bạn. Thì nó nghĩ là nó sẽ đem giáo chủ đi nhà thương điên như vậy á, cái này tôi tất cả tôi suy luận các bạn, là để cho tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo mình á, là thấy là giáo chủ không phải là người bình thường các bạn. Coi ý nó nói là giáo chủ nó bậy nó bạ không đó, ý của Pháp nó nói vậy á, để cho tín đồ mình là đừng có theo mà nguy hiểm các bạn, nguy hiểm đến cái sự cai trị của nó. Mà khi nó đem giáo chủ đi, tôi nói các bạn phải suy luận nó sâu xa thế nè, tức là giáo chủ có mầm mống chống nó rồi. Tôi nói là cái đám lính kính giáo chủ đi truyền đạo gì đó, nhưng mà giáo chủ cũng có nói về chính trị hoặc là tinh thần yêu nước gì đó, thằng Pháp nó sợ nó mới là bắt đầu nó quản thúc giáo chủ. Nó là như vậy đó các bạn, phải không? Rồi cái mục đích nó đưa đi hết nhà thương này nhà thương đi kia là nó nói giáo chủ điên để cho là tín đồ đừng có theo, nhưng mà đi tới đâu thì giáo chủ truyền đạt thì người ta theo tới đó, bị giáo chủ có tài hùng biện rất là hay, rất là giỏi các bạn, nói rất là dễ thuyết phục, nói rất là êm mà nói rất dễ thuyết phục. Tức là mẹ tôi hồi đó mà đưa ông ngoại đi đi ra ngoài ngoài cái dồn đó các bạn, đưa ra ngoài cái dồn để cho ông ngoại mà nghe đạo với cậu ba nghe đó, đó là mẹ tôi bắt kể lại, cái cậu ba tôi không kể gì chứ, bị tôi sống với mẹ tôi mà mẹ tôi kể lại, trời ơi, giáo chủ nói rất là hay. Tôi nói các bạn giáo chủ rất là hay, tôi có đọc số tài liệu nào á, nói là thời đó là cái nghệ thuật hùng biện của giáo chủ là phải nói là đứng nhất nhì luôn cả nước các bạn, nói hay lắm, mình không biết hay cỡ nào nhưng mà mẹ nói rất là mẹ 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 mẹ, mẹ kể lại mà giáo chủ nói rất là hay, rồi người người ta hoan hô dữ lắm à, các bạn xưa các bạn là gì đó mà không biết là giáo chủ nói cái gì mình không biết các bạn, nhưng mà mẹ mẹ kể lại vậy thì tôi suy luận rằng là giáo chủ đã có ý các bạn. Khi mà Pháp nó nhúng tay vào thì lúc đó là giáo chủ có ý tứ rồi, bị giáo chủ là một người yêu nước từ các bạn, từ cái bị gì ngàn trăm năm đô hộ giặc Tây rồi, mà bao nhiêu người thanh niên thời kỳ đó người ta yêu nước dữ lắm, thì giáo chủ cũng mà là một trong những người đó các bạn. Tôi nói các bạn mà thời đó đi kháng chiến rồi bị ở tù bị Pháp bắt đầy đày, tất cả mấy ông đó trình độ cũng khá cỡ giáo chủ hết trơn à. Ông Nguyễn Văn Hầu rồi cũng vậy, ông Kiệt, ông Hùng, ông Xuyến, ông Trần Văn Trà rồi Bác Hồ rất là khóc khóc học nhiều hết trơn, nhưng mà tinh thần yêu nước của người ta rất là cao đó, các bạn nói vậy đó. Thì tôi nghĩ là cái đám lính kính ở An Giang, ở cái xứ của giáo chủ ở đó, nó theo dõi giáo chủ thì nó biết các bạn, nó biết là giáo chủ truyền bá cái tư tưởng yêu nước là muốn chống Pháp, nên nó mới dời giáo chủ là đi. Mục đích ban đầu là nó nói giáo chủ khùng để cho điên, đi khám nhà thương điên đồ này nọ, mà để cho là giáo chủ là không có truyền đạo nữa, để mọi người đừng có tin theo nữa. Nhưng mà giáo chủ có một cái ma lực, tôi gọi là cái ma lực có sức thuyết phục đó các bạn. Mình gọi thông thường là ma lực, nhưng mà gọi là cái tài hùng biện, cái sức thuyết phục nó thu hút được quần chúng à, các bạn. Thành ra giáo chủ và đi tới nhà thương giáo chủ cũng giảng đạo nữa, biết là nó chịu không nổi nó mới đem về nó quản thúc các bạn. Thì nó quản thúc là giáo chủ thì nó nghĩ là bước đầu nó chỉ quản thúc thôi, nhưng giáo chủ lại tiếp tục các bạn. Giáo chủ bị gì nó quản thúc thì nó cho giáo chủ tiếp tiếp người này người nọ,
rồi giáo chủ phong tướng cho, phong tá cho ông này ông nọ nữa. Tôi nghĩ là thực dân Pháp nó biết các bạn, nhưng mà không có bằng chứng thôi, các bạn không có bằng chứng thôi. Thì trong vòng năm 40, 40 thì lúc đó giáo chủ viết được ba ba quyển sách, bốn quyển sách rồi. Tới năm 41 là về giáo chủ viết thêm quyển thứ năm nữa, là coi như là bắt đầu là Pháp nó tính chuyện các bạn. Thì tôi nghĩ là trong quá trình là để nó để cho giáo chủ tiếp khách này nọ, thì tôi nghĩ là mấy ông tướng hoặc là tín đồ Phật giáo hòa hảo gì đó cũng có đến để là làm việc giáo chủ, cũng bàn tính cái này cái nọ. Mà chắc lẽ là cũng thế nào tụi thực dân Pháp nó cũng biết à, cái đám lính kính nó cũng biết à, hoặc là có những người tín đồ Phật giáo của mình phản. Nhiều khi đó mình tôi nói các bạn, nói cái này là không có bằng chứng nghe bạn, đó thì tất cả là mình nói suy luận các bạn. Thì khi nó biết các bạn, khi nó biết giáo chủ là phản nó thiệt nha, tức là ngày xưa nó đày ông Phạm Công Tắc đi, thì nó biết, nó biết là cái hội Tam Hoàng của Nhật nó là ủng hộ cho cái phái Cao Đài, thì nó đày ông, nó lưu đày ông Phạm Công Tắc. Bây giờ tới năm 42 thì Pháp nó biết, thế mà nó Pháp nó biết là giáo chủ đã thành lập quân đội. Các bạn, chúng ta phải nghĩ cái những cái điều đó mà. Bởi vì theo lịch sử mà giáo chủ phong tướng phong tá cho mấy ông này năm 40 á. Ông à, rồi ông gì, ông Trần Văn Sói đó, rồi ông Lâm Thành Nguyên, ông Nguyễn Giác Ngộ. Thì bằng cách nào đó bí mật, giáo chủ phải gọi nó là giáo chủ ngồi đó, nhưng mà tất cả những chuyện bên ngoài hoạt động bí mật là mấy ông này phải báo cáo cho giáo chủ biết. Tôi nghĩ là như vậy đó, đúng không? Rồi mấy ông này đi là truyền đạo, rồi mấy ông này đi thu lính à, mặc dù là không chính thức, nhưng mà hoạt động ngầm như vậy thì là đám lính kính của Pháp nó biết các bạn. Thì khi nó biết thì nó mới quyết định là đại giáo chủ đi Ai Lao đó, nó bắt đầu tính đại lưu đại giáo chủ đi Ai Lao đó, các bạn, nó tính lưu đại giáo chủ đi Ai Lao đó, thì giáo chủ cũng biết các bạn, giáo chủ cũng biết đến lúc mình không còn ở được nữa, là mình không gần được tín đồ, không gần được gần được những quân đội của mình, thì giáo chủ mới là bàn với là những người của tín đồ Phật giáo hảo để giải cứu cho giáo chủ. Cái đó là tôi nói rất là khoa học và rất là hợp lý, chứ không phải tự nhiên mà thằng Hiến binh Nhật mà nó biết cái chuyện gì của giáo chủ đâu mà nó giải cứu cho giáo chủ. Chỉ có người của tín đồ Phật giáo hòa hảo và chỉ có giáo chủ mới phán đoán được, hoặc là do cái thực dân Pháp nó sơ hở như thế nào đó, giáo chủ mới biết được là cái ý định nó đày giáo chủ đi, thì giáo chủ phải tìm cách thoát đó. Nó là như vậy các bạn, nên Pháp nó không đày giáo chủ đi đâu được hết, là vậy đó. Mới là dự dự định đã đày đày giáo chủ đi 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 sang Lào rồi, thì giáo chủ là tính toán cái đường là thoát rồi. Bởi tôi phản biện, tôi phản đối cái ông Nguyễn Văn Hầu viết chỗ này, mà tôi phản đối rất là nhiều lần là như vậy đó bạn. Tất cả cái này là do giáo chủ biết hết, giáo chủ tính toán hết. Như Hiến binh Nhật là biết cái gì mà giải cứu các bạn. Tôi nói các bạn, Hiến binh là quân cảnh Nhật, biết cái gì các bạn. Tôi nói các bạn, tôi nói ông Hầu ông viết sao á, thì cái này có thể là, tôi nói thiệt, có thể là do em của giáo chủ, sao mà do em của giáo chủ là ông Quỳnh Thịnh Mậu đó, thuê người hiến binh Nhật, hoặc là giả người lấy người của ta ra làm hiến binh Nhật. Chúng ta phải phải suy luận những cái điều mà nó có cơ sở gì mới được, chứ còn giết như ông Hầu mà giết không có cơ sở, mà giết mà không chứng minh. Tôi nói các bạn là gì, có phải không? Có thể là giáo chủ mượn, ha, mượn hai ba nhật gì đó, bạn của giống cái gì ông Quỳnh Thanh Mậu chứ, mượn hai ba nhật gì đó là bạn bè với ông Quỳnh Thanh Mậu, rồi tới đó, bây giờ anh ta bị
anh tao bị tụi nó giam gì á, mà trên đường đi á thì thời kỳ á, đi danh của mình là đi hay ấy không à, giờ muốn có cứu giáo chủ là phải đi xe du lịch đậu chứ ha. Giờ mày 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 lấy xe của mày đi, mày đi xuống bao nhiêu tiền nó về tao thanh toán cho mình, giáo biết đâu là ông Huỳnh Thành Mẫu, ông Huỳnh Thành Mẫu lo lo gì lo lót cho mấy cái thằng hiến binh Nhật, rồi nó lấy xe của hiến binh, rồi mặc đồ hiến binh nó đi xuống thì ở dưới đây thì ông Trần Văn Sói, ông Lâm Thành Nguyên, ông là Nguyễn Giác Ngộ, thế mà phải ba rê bố trí cái vòng ngoài như thế nào, nếu mà thực dân Pháp nó đem quân tới, chúng ta phải nghĩ những cái điều gì mà tôi nói. Nguyên nhân chính là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo giải giải thoát giáo chủ, chúng ta phải suy, cái đó tất cả những suy luận. Còn ông Nguyễn Văn Hầu ông giết mà không có bằng chứng, tôi không tin điều đó. Các bạn, tôi nói các bạn là gì á, tôi biện luận mà tôi không tin là nó là như vậy á. Các bạn, thành ra tóm lại là Nhật nó muốn đài giáo chủ đi, các bạn, Nhật nó muốn đài giáo chủ đi các bạn, chứ không biết bởi vì trước kia nó nghĩ, trước khi mà giáo chủ thành lập đạo cả năm trời nó để vậy, nó nghĩ là cũng là ru ngủ dân. Nhưng mà khi giáo chủ có ý định là chống lại nó thì nó bắt nó lưu đày giáo chủ thế thôi. Và khi nó đã có tìm những cái manh mối, nó tìm được những manh mối là giáo chủ là giúp, là coi như có ý tưởng là chống chống lại nó, thì bắt đầu nó mới tính toán cái đường là đài giáo chủ đi đi Lào. À, các bạn thì vậy á, giáo chủ cũng là người người cơ người trí, các bạn, giáo chủ cũng có nhiều đường dây liên lạc, trời ơi, hoạt động chính trị mà, các bạn thấy không? Thì giáo chủ cũng có nhiều đường dây liên lạc thì cũng phải tìm cách nào đó để mình giải thoát, chứ còn nó đày mình đi nữa là tiêu hết cái sự nghiệp mấy năm nay rồi sao? Các bạn, chứ còn nếu giáo chủ mà chuyên về dạy đạo không, nó có đài đi thì giáo chủ không có quan tâm. Các bạn này, giáo chủ là đã bước vào chính trị từ những năm 40, cuối những năm 40, tức là khi bị Pháp bắt là giáo chủ đã nghĩ ra cái chuyện là phải chống đối rồi đó rồi. Mà cái tư tưởng chống đối này thì mình không có bằng chứng, nhưng mà mình suy luận thôi, tức là giáo chủ có ý đồ như thế nào đó, bị sơ hở Pháp nó mới là quản thúc giáo chủ. Các bạn, và khi nó có đầy đủ những cái cơ sở nào đó, nó mới tính là lưu đày giáo chủ. Và lúc đó tín đồ giáo chủ cũng khá đông rồi, các bạn, lúc này giáo cũng khá đông rồi, nhưng mà lực lượng quần chúng vậy thì cái chính sách của Pháp như thế nào đó, nó không có bế bắt nó xử tử gì cả, các bạn, nó là chỉ lưu đày thôi, bởi vì cái cao đài nó quá lớn, các bạn, mà nó cũng chỉ cao đài lúc đó phát triển hơn hơn Phật giáo quả mà, thì là mà nó cũng không không có bắt, nó không có giết ông Phạm Công Tắc, bởi vì nó cũng sợ cao đài nổi loạn. Tới giáo chủ thì cũng vậy thôi, tức là nó cũng tính đu đài giáo chủ thôi, chứ nó không có bắt giết là gì. Chứ còn cái chính sách nữa các bạn, cái chính sách cai trị của ông Pháp thì nó cũng vừa dụng vừa thẳng vừa dùng, các bạn, chứ phải chúng ta phải phải nói là như vậy đó các bạn. Chứ còn nếu mà nó cực đoan, tôi các bạn, nếu mà cực đoan mà nó muốn xử giáo chủ từ những năm 40, 42 đó thì rất là dễ, phải không? Nhưng mà cái chính quyền Pháp thì nó cũng có người dạy người khác. Nhiều khi cái thằng lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đó thì nó đàng hoàng, nó không cực đoan. Chứ còn nếu nó cực đoan thì nó lấy tiền cái chuyện đơn tuyên truyền của Việt Minh Cộng sản thời đó. Thấy không? Nó thảy vô nhà giáo chủ, nó bắt cả ông cả bà cả luôn. Là, nếu nó cực đoan là nó sẽ làm gì vậy? À, nhưng mà tôi nghĩ là cái thời đó này mấy ông Pháp đó, nó không có cực đoan. Thứ hai là nó sợ cái tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo là phản ứng. Tôi nghĩ là vậy đó. Thành ra nó cứ nhùng nhằng đến mà khi nó quyết định là nó thấy là giáo chủ đã chống đối nó thiệt rồi thì nó mới tính là dời giáo chủ đi, giống như ông Phạm Công Tắc. Thế các bạn, thì sau năm 1900
đến năm 1947 thì các bạn mới thấy thằng Pháp nó đối nó cư xử với là gì, nó có sách lược đối sách với giáo chủ á, tức là năm 1942 nó định lưu đày giáo chủ sang Lào các bạn, không được. Năm 1945 giáo chủ vô làm ủy viên đặc biệt nắm chính quyền thì chứng tỏ cho thằng Nhật đó, chứng tỏ cho Pháp nó biết rõ ràng là ông Tư Hòa Hảo này là quyết liệt chống rồi. Cái tụi nó chiếm lại mình lần thứ hai năm 46, năm 45, 29 tháng 3 năm 45 nó chiếm lại Sài Gòn thì đã ra lệnh truy nã giáo chủ đó các bạn, nó ra lệnh truy nã giáo chủ. Thì đến năm thì bắt đầu nó vừa mình phải nghĩ tất cả này không có chứng cứ đâu, tất cả này mình phải suy luận, tức là đã truy nã giáo chủ, mà cái giáo chủ, cái lực lượng quân đội của giáo chủ thời kỳ đó là quá lớn, lớn nhất miền Nam đó các bạn. Có nhiều cái lực lượng quân đội, có Bình Xuyên, có Quốc Dân Đảng, có Quốc Dân Đảng có các bạn, cái quân là của Bình Xuyên, quân của Quốc Dân Đảng, rồi có nhiều cái tổ chức quân nữa, nhưng mà quân của giáo chủ là quá lớn, 20.000 quân, 300.000 là lính bảo an, đúng rồi, 300.000 lính bảo an. Thì như vậy là gì? Là Pháp nó phải tính giáo chủ thôi. Các bạn thì phải tính giáo chủ thì nó tính bằng cách nào đó, tôi cũng đã trình bày các bạn nhiều lần rồi đó. Thì nó mua chuộc ông Trần Văn Sói, bởi vì nó biết ông Trần Văn Sói là nó lựa tất cả những cái tướng của giáo chủ Phật giáo vào. Chỉ có ông Trần Văn Sói, nó vừa nghiên cứu vừa tâm lý vừa lịch sử vừa này nọ, nó xác định ngay ông Trần Văn Sói là người có khả năng phản, thì nó móc nối thôi. Nó cũng nghiên cứu hình thể, khoa học hình thể đồ của ông giáo chủ, rồi nghiên cứu là có thù với Việt Minh đồ này nọ, rồi nó có nghiên cứu là nó có thù hoặc là phản đối giáo chủ gì đó. Đám linh kính nó biết, nó báo cáo thì mới lựa ngay ông Trần Văn Sói thôi đó các bạn. Nó là gì? Nó lựa ngay đúng ông Trần Văn Sói đó. Tôi phân tích rất là khoa học, tôi nói suy luận nhưng mà suy luận có khoa học các bạn, có được có những cái minh chứng đó các bạn. Chứ còn nói đại như ông Hậu thì tôi phản đối ông hoài là gì. Rồi chuyện ông Hậu, nếu mình nói tới chuyện ông Hậu thì thôi, ông viết trong cái cuốn gì Thất Sơn Nhiệm Màu á, thế là ông cũng là thiêu dệt đủ thứ chuyện về Đức Thầy hết đó. Giờ các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo viết cũng mấy trăm chuyện rồi các bạn, thiêu dệt kể chuyện bên Thầy đó các bạn, tất cả. Thì ông Hậu là gì? Ông Hầu ổng thiêu dệt thì ổng ảnh hưởng cái tư tưởng của Phật giáo, ổng thiêu dệt nên cái đất Thất Sơn Màu Nhiệm đó, thiêu dệt là những cái anh hùng dân tộc đồ này nọ, rồi thiêu dệt những giáo chủ lãnh vực này lãnh vực kia, nhất là lãnh vực trị bệnh đồ này nọ đó các bạn. Nó thưa các bạn là nó là như vậy đó. Rồi sau này là ông Hầu cũng ảnh hưởng cái tư tưởng Phật giáo. Ông Hầu ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo, ông viết nên, ông thiêu dệt nên. Bị Phật giáo nó cũng thiêu dệt cái Đức Phật Thích Ca. Bởi vì chính ông Nguyễn Văn Hầu cũng không biết Đạo Phật, cũng không biết Đạo Phật là gì, Phật giáo là gì, cũng không phân biệt Đạo Phật với Phật giáo. Nghĩ là có ông Phật ở trên trời nữa. Rồi ông thiêu dệt chuyện lên. Trong tâm khảm của là ông Nguyễn Văn Hậu thì cũng không cũng nghĩ là Phật ở trên trời, chứ đâu biết Phật tại tâm. Các bạn, Phật tại tâm này giáo chủ đã nói rồi các bạn, này tôi chứng minh mấy câu nói của giáo chủ rồi các bạn. Ông bà mình nói Phật tại tâm, Đức Phật cũng nói Phật tại tâm, tôi cũng nói Phật tại tâm, có ông sư mới đây có ông sư Duyên Minh nói Phật ở tâm nữa các bạn. Còn nhiều người ta nghĩ Phật trên trời rồi, thì ông Hầu cũng trong cái dịp đó
Thế mà rồi ông vẽ lên cái thất sơn màu nhiệm đó. Rồi bây giờ các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, à, bắt đầu các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng viết chuyện bên thầy nữa. Mà tôi nói là cuộc đời của Đức Phật, của giáo chủ Phật rất là ngắn ngủi, mà giáo chủ là người đọc lai đọc giảng, nên cái chuyện bên thầy, tại vì người ta thành thánh quá, giáo chủ bị người ta nghĩ, tất cả những người viết chuyện bên thầy này là những người ta nghĩ là có ông Phật ở trên trời, giáo chủ là Phật. Thì là giáo chủ là Phật ở trên trời nên người ta cứ viết thôi. Thế mà thì nói là như vậy thôi. Giờ quá trời nhiều chuyện kể bên thầy, chuyện gì cũng kể được. Nó mơ hồ, nó siêu hình trừu tượng vậy thì cứ vẽ lên. Mà giáo chủ là một con người, mà mấy ổng cứ cứ nghĩ là giáo chủ là Phật ở trên trời hoài, theo Phật giáo hoài à. Đấy các bạn. Rồi các bạn nào mà còn lấn cấn giữa Phật giáo với đạo Phật, giữa Phật của đạo Phật với Phật của Phật giáo, mấy cái này tôi đã chứng minh rồi, trong những các clip mà tôi nói về Phật giáo các bạn, nó hoàn toàn khác nhau hết. Đấy chưa? Hoàn toàn khác nhau chưa? Phật giáo đã biến tướng cái là Phật Thích Ca thành những cái giáo lý mơ hồ siêu vanh trừu tượng. Thì ông Hầu ảnh hưởng cái tư tưởng này, rồi ông Hầu viết lên cái thất sơn màu nhiệm. Rồi bây giờ là các tín đồ Phật giáo Hảo cũng ảnh hưởng cái tư tưởng này, nghĩ là Phật ở trên trời, rồi nói giáo chủ là Phật, nên là viết đủ thứ chuyện về, về giáo chủ hết các bạn. Trong tất cả những cái chuyện nói giáo chủ là Phật á, thì có một cái cốt truyện, có cái một cái cốt truyện mà nó củng cố cái lòng tin tôi, chứng minh là ông gì, ông Trần Văn Sói đã âm mưu sát hại Đức Thầy. Tức là cái chuyện kể về ông Trần Văn Sói, các bạn. Chuyện kể về ông Trần Văn Sói là đêm 29 tháng 2, tức là giáo chủ thọ nạn năm 20 ngày 25 tháng 2, là ngày âm lịch đó. Đêm 29 tháng 2, ông Trần Văn Sói có về tổ đình. Các bạn, có về đạo đình rồi ở sau đó là có chuyện ông Trần Văn Sói có gặp Đức Thầy, có Đức Thầy về. Người ta kể nên cái chuyện đó, người ta thiêu ra cho cái chuyện đó là coi như là ông Trần Văn Sói là người có uy tín. Cái người kể, người đặt ra cái câu chuyện này đó, coi như là ông Trần Văn Sói là người có uy tín. Thì có chứng thấy là 11, 12 giờ đêm gì đó, ông Trần Văn Sói ở đó có gặp Đức Thầy. Tôi thì tôi nghe cái chuyện này thì tôi càng củng cố cái suy đoán của tôi. Lúc mà tôi chưa xác định đó các bạn, tôi càng củng cố cái suy đoán của tôi. Vì các bạn, trong khoa học hình sự, các bạn, trong khoa học hình sự nó có cái môn là dạy cái tâm lý hình sự. Tôi không làm cảnh sát hình sự, tôi không biết các bạn, nhưng mà tôi đọc nhiều cái vụ án thì tôi biết. Tức là những người gây án đó các bạn, nó có cái tâm lý là quay lại hiện trường. Các bạn, tôi đọc sách, đọc báo, tôi biết chuyện vậy. Tức là những cái người gây án mạng, chết người đó, thì nó có cái tâm lý là quay lại hiện trường. Thì bây giờ ông Trần Văn Sói đã thủ tiêu giáo chủ. Các bạn, ông Trần Văn Sói đã thủ tiêu giáo chủ thì ông đâu có dám quay lại hiện trường đó. Thì hiện trường đó là gia đình của tín đồ Phật giáo Hảo, ở đó người ta đạo Hảo không à. Các bạn, mà tìm gì nữa, có gì nữa là tìm. Đem giáo chủ đi ông xử ở chỗ nào rồi. Các bạn, thì ông đâu có quay tìm. Thì ông phải quay về. Các bạn, ông phải quay về. Cái này cái tâm lý của tội phạm hình sự các bạn. Thì ông phải quay về nơi cái chôn nhau cắt rúng của giáo chủ, tức là ông về tổ đình. Nghe các bạn, cái đó hồi đó tôi chỉ nghi ngờ thôi, nhưng mà có những cái điều đó rồi bắt đầu tôi mới mò các bạn. Dạ, cái đó là khoa học hình sự, là những người gây án thường gây án chết người á, thường quay lại cái có cái tâm lý là muốn quay lại cái nơi cái hiện trường vụ án,
Bây giờ hiện trường vụ án ở ở đó, ở Đốc Vàng Hạ không không có thể quay lại được, thì quay lại về nhà. Quay lại về nhà phải không? Để giáo chủ, để gì? Ông Trần Văn Sói ổng là ông thỏa mãn, thỏa gì? Thỏa mãn cái tâm lý tội phạm của mình. Các bạn, cái người tội phạm nó có tâm lý đó. Thứ nhất là ông thỏa mãn cái tâm lý tội phạm của mình. Mặc dù ông đã biết ông xử rồi đó, giáo chủ rồi đó. Thấy không? Nhưng mà ông về đó. Ông về đó thì với mục đích là gì? Là động viên gia đình, thấy không bạn? Rồi coi cái nhận thức của gia đình là như thế nào, có nghĩ là giáo chủ là Phật còn sống còn này nọ hay không, với tất cả những cái điều đó. Thấy không bạn? Nhưng mà cái quan trọng nhất là gì? Thỏa mãn cái tâm lý người tội phạm. Các bạn, từ đó tôi có những cái suy nghĩ vậy, tôi quyết tâm tôi mòi mò riết nó ra vấn đề. Thưa các bạn là vậy. Yeah. Cũng đồng thời một cái kể chuyện bên thầy, nhưng đối với mọi người của tín đồ Phật giáo Hảo thì tin tin rằng cái uy tín lớn của ông Năm Lửa ha, rồi để chứng thực cho có ông Năm Lửa đó, chứng thực cho cái sự là Đức Thầy chưa chết. Nhưng với tôi ha, tôi là người của khoa học, là của biện chứng, thì tôi nhìn cái khác liền. Mà chính từ cái nhìn khác nó cũng có cái lòng tin như tôi để tìm ra sự thật, tìm ra đúng cái bản chất cái ở nơi Đốc Vàng Hà đó. Các bạn, thưa các bạn, nó là như vậy đó. Các bạn thấy, để ý, từ lúc ông Trần Văn Sói được giáo chủ thu nhận thì ông đi đâu không à? Các bạn phải suy nghĩ một điều, ông đi đâu không à? Tôi tìm lai lịch của ông tôi tìm không ra, sao? Nhưng mà tới ngày giáo chủ chết 3 4 ngày sau thì ổng có mặt ở Tổ Đình. Ổng là người của Mỹ Thuận cái dồn, mà ổng đi lo đi đi làm việc gì chính trị quân sự gì đâu, ổng có bao giờ ổng về Tổ Đình đâu. À, đúng 3 4 ngày sau ổng về, thỏa mãn cái tâm lý của kẻ sát nhân, tâm lý của người giết người. Các bạn thưa bạn là cái đó là cái này là khoa học nha các bạn, chứ tôi cái này không có nói bằng suy luận. Mà từ cái khoa học này tôi mới suy luận ra là ông Trần Văn Sói. Thế các bạn, thì thưa các bạn vậy thì nói dòng nói do kết luận là các bạn là gì, là pháp nó biết, các bạn nó muốn đài giáo chủ nhưng mà không được, giáo chủ khôn hơn, giáo chủ thông minh hơn, giáo chủ tìm cách thoát. Thì thưa các bạn là như vậy, chứ bị gì những người mà chống đối với pháp là hầu như nó đài đi hết. Mấy ông vua của mình nghe các bạn, rồi ông vị vua Hàm Nghi Thành Thái gì à, rồi là gì à, Phạm Công Tắc và đến giáo chủ à, các bạn là đến giáo chủ luôn. Nhưng mà tôi nói là giáo chủ thông minh tài giỏi hơn người, tìm cách à, các bạn tìm cách thoát khỏi cái sự quản thúc của pháp. Thưa các bạn gì hết đó các bạn.